Tướng đẹp của mình do đâu phát? Do cái tâm mà nó phát. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Có cái tướng không có tướng đẹp, và hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Vì cái tâm nó xấu thì cái tướng nó sẽ từ từ nó sẽ xấu theo cái tâm. Khi mà chúng ta gặp nhau mà chúng ta khen phát tướng thì thường thường là do mình ở đây mình ăn uống đầy đủ, bơ sữa đầy đủ thì nó phát tướng chứ gì đâu. Và thậm chí bây giờ mà phát quá còn sợ phải kiếm thuốc uống cho nó giảm bớt nữa. Vì vậy thì khi người ta khen mình phát tướng theo gặp nhau đó, chỉ là tướng gì? Chỉ là khen cái tướng ngoại tướng thôi, chứ không phải là khen từ cái tướng mà do tâm sanh. Còn ở trong Phật Pháp á, gặp nhau mà người đó mà bây giờ tướng đẹp thì người ta gọi là sao? Tướng hảo. Mà phát cái tướng theo đạo Phật á, là phát cái tướng từ tâm. Bữa nay mình nói cái tướng đó. Trong Phật á, chư tổ có dạy 5 cách phát tướng, và chúng ta gọi là gì? Ngũ chủng thiện căn phát tướng. Thứ nhất, tức đạo thiện căn phát tướng. Tức đạo là sao? Bây giờ mình muốn cái tâm mình, cái tướng mình nó đẹp á, thì đây là 5 cách để chúng ta có thể ứng dụng làm sao cái tướng mình nó xanh đẹp. Thứ nhất là mình tu thiền. Tu thiền đơn giản lắm, không có gì đặc biệt đâu, đừng có lo. Bây giờ mỗi tối á, quý vị nào thích cái pháp này thì kiếm góc nào ngồi cho nó yên. Ngồi trên ghế cũng được, ngồi dưới đất cũng được. Rồi mình giữ lưng cho thẳng, hai vai mình buông thả lỏng ra, đừng có gồng. Rồi nét mặt của mình á, thì cười mỉm nhẹ. Rồi tâm của mình á, bây giờ quán tới hơi thở của mình. Hơi thở vào, biết vào. Hơi thở ra, biết ra. Tức là gì? Là hơi thở của mình. Thí dụ bây giờ mình ngồi thiền đó, nó có 3 cách điều chỉnh. Thứ nhất là mình điều thân, tức là ngồi chỉnh tướng làm sao cho nó đàng hoàng, ngồi cho nó vững chãi. Bây giờ mình muốn ngồi cho nó khỏe đó, cái việc đầu tiên là mình tắm rửa sạch sẽ để nó tỉnh táo con người. Còn lỡ không nữa thì rửa mặt, súc miệng, rửa tay cho sạch, mặc quần áo cho nó lỏng, nó thoải mái. Đừng có mặc những cái gì nó gò bó thì khó ngồi. Rồi cái thứ hai á, mình chỉnh cái thân mình thì cái đó người ta kêu là điều thân. Người nào tu thiền thì qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là điều thân, tức là chỉnh cái thân. Rồi cái thứ hai là sao? Điều tức. Điều tức tức là điều chỉnh hơi thở của mình. Khi vào, khi ra mình chỉnh, tức là mình vào ra theo cái hơi thở mà không có rén. Để hơi thở mình nó tự vào, biết vào. Nó ra mình biết ra, nó ngắn, nó dài biết hết. Đó là điều tức. Nhưng mà khi mình đang quán hơi thở một thời vậy đó, thì cái thứ khác nó nhảy vô. Nó nói, ủa hồi nãy đi chợ sao quên mua chanh. Hiểu ý không? Thì cái tâm mình bị gì? Cái tâm mình nó làm sao? Nó lăng xăng lắm. Cái tâm mình nó lộn nó. Mà cái người mà lăng xăng á, thì nó biểu lộ cái tướng lăng xăng. Cho nên người lăng xăng, cái ta nhìn cái tư cách mình, ta nói thôi thôi không được, cái người này không thể giao dược lớn được. Bởi vì cái người lăng xăng vậy làm sao dám giao dược lớn, đụng đâu sau đó. Cho nên bây giờ muốn cái tướng mình nó đoan nghiêm, nó đẹp á, thì một là mình ngồi mình quán hơi thở. Mỗi ngày đi làm về, tắm rửa ăn uống xong, tối trước khi đi ngủ để ra 5-10 phút quán hơi thở, điều tức. Rồi khi mà mình niệm hơi thở như vậy rồi á, thì thỉnh thoảng có cái khác nó xen vào, mà thông thường á là mình chạy liền. Thông thường là mình chạy theo nó liền. Bây giờ mình không có chạy theo nó. Nó vừa nhảy vô cái mình nói tôi đang thở, cái mình trở lại hơi thở của mình. Quý vị để ý coi, cái tâm của mình á, nó lăng xăng lắm. Mà mình không ngồi yên là mình không biết nó lăng xăng đâu. Tại vì thường ngày mình chạy theo nó, cho nên mình không có biết là mình lăng xăng.
Đến khi nào mình ngồi yên chỗ thì mình mới thấy trời ơi nó quá chừng là lăng xăng. Hết chanh tới ớt, hết ớt tới đường,